chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm sẽ giới thiệu những cái mẫu bên shop có hàng cho chị em mình chọn ha. Thì hôm nay em sẽ lên cái dải Solem nha mấy chị. Cái lô hàng Solem này cũng như là mấy lô trước ha, hàng này không có dắt sổ nha mấy chị. Hàng này chỉ may bình thường thôi, không có dắt sổ cho em nha. Cái bộ em đang mặc bộ màu vàng là mã 16 ha. Chị em nào mua hàng thì các bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình giùm em cũng được ha. Còn chị em nào muốn mua trực tiếp trên cái line này thì để lại số điện thoại hoặc là để lại số điện thoại với địa chỉ để em gửi hàng nha mấy chị. Cái bộ màu vàng em đang mặc là mã 16 ha. Cái này là cổ tròn bình thường nè, cổ tròn bình thường có đính cái hộp còm ở đằng trước nè, tay là tay bình thường nha mấy chị. Chị em nào thích đơn giản thì chọn bộ này giùm em ha. Cái này là mã bộ em đang mặc là mã 16 màu vàng nha mấy chị. Chắc giả là thun Solem nhưng mà không có dắt sổ giùm em ha. Cái này tiếp theo là bộ màu hồng. Nhầm người bỏ vô rồi lửa mất tiêu đâu có gà đem được cái gì. Cái này là bộ màu hồng. Chắc giả là thun Solem này là mã số 8 giùm em nha mấy chị ơi. Thun Solem cái hàng này là không có dắt sổ giùm em ha. Giá bình thường 160 nhưng mà em bán cái này chỉ có 90.000 thôi. Chị em nào mua hàng thì nhanh tay đặt hàng giùm em nha. Bộ màu hồng này mã số 1 nha mấy chị. Mã số 8 nhưng mà đồ size số 1. Cái bộ màu hồng này size số 1 tầm 45kg mặt vừa ha. Mã số 8 giùm em. Bộ màu xanh này mã 12. Màu xanh này mã 12 nhưng mà size số 1 giùm em luôn nha mấy chị. Cái hàng này số 1 là tầm 45-50kg mặc vừa tùy theo chiều cao nữa ha. Này là bộ màu xanh. Bộ màu xanh này mã 12 size số 1. Cái này là chắc giả là thun Solem nha mấy chị, không có dắt sổ ha. May bình thường, may hai lần chỉ thôi. 90.000 một bộ, tiền ship 30.000 một đơn như bình thường ha. Bộ này tháp đen mã số 4. Cái này là size số 3 nha mấy chị. Bộ màu xanh tháp đen này là số 3 nhưng mà mã số 4 giùm em nha. Tháp trên tháp dưới luôn. Bộ này cái hoa văn cái kiểu tháp rất là đẹp luôn nè mấy chị. Chắc giả là Solem luôn, cũng không có dắt sổ luôn nha mấy chị. 90.000 đồng giá nha. Mã số 5, cái xây đồ số 4 giùm em nha mấy chị. Cái này là đồ số 4. Cái mã số 5 màu đỏ giùm em ha. Cái này là phối gen trên gen dưới, đồng giá 90.000 nha mấy chị ơi. Chắc giả là thun Solem, không có dắt sổ ha.
Bông màu đỏ này mã 5 giùm em ha, size số 4 nha chị. Size số 4 tầm 60 65 kg mặt dừa ha. Bông này màu đỏ gạch. Này mã số 7 nha mấy chị. Mã số 7 size số 1 giùm em ha. Này là mã số 7 size số 1 giùm em nha mấy chị. Màu đỏ gạch. Cái này có cái bông ở trước mẹ ha, giá cũng đồng giá 90 ngàn một bộ, 30 ngàn tiền ship nha mấy chị. Tiền ship là 30 ngàn một đơn giùm em ha. Cái hàng này là mai không có rách sổ nha mấy chị ơi. Bên em là được kiểm tra trước khi nhận hàng nha mấy chị, nhín chút xíu thời gian ra kiểm tra hàng giùm em ha. Khi mà mấy chị nhận hàng rồi thì em không có cho đổi trả gì được nha mấy chị. Cái này là size số 1, mã số 7 giùm em màu đỏ gạch nha. Là size số 1 luôn nha mấy chị. Cái này là mã số 6. Cái này là màu đỏ gạch luôn nhưng mà là đính hộp còm ở đằng trước nha. Ở đằng trước em có đính một 2 3 lớp hộp còm nè. Cái tay thường. Đơn giản nha mấy chị ơi. Chị em nào thích đơn giản thì lấy bộ này giùm em nha. Cái này là size số 1 nha mấy chị, mã số 6 giùm em nha. Chất giải là thun sâu len nha mấy chị ơi, 90 ngàn một bộ giùm em nha. Điểm 6 đó, dạ đem ra cho con. Dạ số điểm. Không thấy tên con. Bông màu xanh này mã số 2 nha mấy chị. Cái bộ màu xanh này là size số 2 mã số 3 giùm em nha. Cái này là xanh dương. Cái này là size số 2 mà cái mã số là số 3 nha mấy chị, tay kiểu nè. Hôm trước có gắn hộp còm đơn giản nha mấy chị ơi, like kiểu like ghìa ghìa nè. Cái này là size số 2 mã số 3 giùm em nha. Này là chất giải sô len luôn nha mấy chị. Cái này là màu đỏ đô, cái này là size số 3 nè mấy chị. Size số 3 mã số 2 giùm em nha. Size số 3 mã 2. Cái này là màu đỏ đô. Cái này màu đỏ đô đơn giản ha. Chỉ có cổ tròn với cái tay gì thôi chứ không có gì hết. Cái này là cái này là số 1. Cái này là màu đỏ đô nha mấy chị, mã số 2 size số 1 giùm em nha. Hàng này là chất giải là thun sô len hết nha mấy chị.
này là mã số 2, size số 1 giùm em nha mấy chị ơi, 90 ngàn một bộ đồng giá nha. Đây là mã 1 size số 2 này, quần lửng nha mấy chị. Này mã số 1 size số 2, cái này quần lở nè. Này size số 1, cái này size số 3. Cái này mã 1 size số 3 mấy chị ơi, cái quần số 3 nè. Cái này mã 1 size số 3 quần lửng giúp em, chắc chắn là thun số len nha. Bộ màu xanh nghiêu này mã 1 size số 3 quần lửng nha mấy chị. Màu xanh mã 19 size số 2 giùm em nha. Số 2 là tầm 50-55 kg mặt vừa nha mấy chị. Bộ này mã 19 size số 2 giùm em nha. Hàng hôm nay tất cả là thun siêu len hết nha mấy chị ơi. Mẫu này mã 19 size số 2 giùm em nha. Số 2 tầm 50 đến 55 kg mặt vừa, tùy theo chiều cao nha mấy chị. Cái này là này là mã 22 size số 2 giùm em nha chị. Cái này là mã 22 size số 2 giùm em nha mấy chị, bộ màu tím nè. Tay bình thường có đính ngọc trai ở trước ha. Chắc chắn là thun sâu len hết nha mấy chị. Bộ này màu mưa màu dưa cải mã 21 size số 2 giùm em nha. Này mã 21 size số 2 nha mấy chị ơi, chắc giả là không số len nha. 90.000 một bộ, tiền ship là 30.000 một đơn giùm em. Size số 2 tầm 50 đến 55 kg mặt vừa nha mấy chị. Này mã 20 size số 2 giùm em ha. Này màu đỏ gạch. Này mã 20 size số 2 nha mấy chị. Này màu đỏ gạch có đính ngọc trai ở đằng trước nè. Tay là tay bình thường.
Các giải là thông Solen ha, giá 90.000 một bộ, tiền ship 30.000 một đơn nha mấy chị ơi. Bộ màu xanh mã 23 giùm em nha. Màu xanh mã 23, size là size số 2 nha mấy chị. Màu nó giống nhau nhưng mà cái kiểu ở trên áo nó khác, nhiều cái thì nó đính ngọc trai còn nhiều cái thì nó kết hộp. Đây là mã 23 size số 2 đính ngọc trai hôm trước màu xanh nè. Mã 11 giùm em. Mã 11 màu xanh luôn nha mấy chị. Cái này size số 1 nha. Mã 11 màu xanh size số 1 luôn nha mấy chị. Cái này có đính đá hơn trước nè. Cái này là size số 1 mã 11 giùm em nha. Màu xanh có đính đá hơn trước nè. Hàng bên họ hàng hôm nay em quay là đồng giá 90.000, tiền ship 30.000 một đơn nha mấy chị ơi. Bộ này là mã số 10 size số 1 giùm em ha. Mười size số 1. Cái này như là xanh ghiu vậy. Mã 10 size số 1 giùm em nha mấy chị. Cái này là đơn giản nè, đính ngọc trai hơn trước. Mã 10 size 1. Bộ này màu xanh. Màu xanh mã số 9 size số 1 giùm em nha mấy chị, đính ngọc trai hơn trước nè. Bộ này mã 18 size số 2. Cái này đính ngọc trai hơn trước nha mấy chị. Đây là mã 18 thay số 2 giùm em nha. Đây là mã 17 thay số 2 luôn nha mấy chị ơi. Nè, đến trong chai ở hôm trước luôn nè. Chất giả là thun Solen nha mấy chị, 90.000 một bộ nha. Hàng này 160 nhưng mà bữa nay em bán còn có 90.000 mấy chị. Này là mã 15 size số 2 màu đỏ, đính ngọc trai giùm em ha mấy chị. Cái này là mã 14 size số 2 ha. Cái màu xanh dương. Cái này là cổ trơn tay kiểu nha mấy chị. Cổ chân tay kiểu bình thường, không có kỹ, không có kết cái gì lên hết trơn nha. Cái này là size số 2 mã 14 giùm em.
mã 13 size số 1 nha mấy chị ơi. Cái này màu xanh nè, có thêu ở trước nè. Cái gang thêu ở trước ha. Cái này là mã 13 size số 1 giùm em nha mấy chị, có gang thêu ở trước màu xanh nè. Rồi hôm nay em quay những cái màu, những cái hoa văn bên em có hàng rồi ha. Thì chị em nào có nhu cầu sử dụng thì các bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp để đặt hàng giùm em cũng được. Thì video đến đây em xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Xin chào.